cổ phiếu Vietcombank gánh team cả sàn chứng khoán. Bảng điện sàn HOSE phiên hôm nay dù có thời điểm tràn ngập trong sắc đỏ, nhưng VN Index vẫn kết phiên 28 tháng 2 trong sắc xanh, với đầu kéo chính là mã cổ phiếu VCB của Vietcombank. Kết thúc phiên hôm nay, VN Index tăng hơn 17 điểm, tương đương 1,38% lên 1.254 điểm. Dù VN Index tăng sốc, nhưng bảng điện lại không quá chênh lệch với 309 mã tăng so với 180 mã giảm. Đóng góp tích cực nhất cho VN Index phiên hôm nay là mã VCB. Ở thời điểm đóng cửa, mã này ghi nhận mức tăng trần 7% và góp gần 8,7 điểm tăng cho chỉ số. Bên cạnh mã VCB, VN Index còn nhận được lực đỡ từ các mã ngân hàng như VBP, TPP, HDB. Phiên hôm nay, thanh khoản của sàn HOSE vẫn giữ được trên mốc 20.000 tỷ đồng. Cụ thể, có 970 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 22.690 tỷ đồng. Trong đó, mã HPG tiếp tục đứng ở vị trí đầu bảng về giá trị giao dịch với 1.070 tỷ đồng. Kế đến là các mã SSI, STP, GEX, PVD. Khối ngoại tiếp tục trạng thái mua vào mạnh hơn bán ra với giá trị mua ròng đạt 221 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại mua ròng nhiều nhất là HPG, SSI, TPP, PVD, VPP.